Bao nhiêu độ thì chúng ta đeo nó mới giảm được? Câu hỏi của bạn ở đây đặt cho chúng tôi là: cho em hỏi mắt cận từ 3 và 4 độ thì có giảm được không? Trong trường hợp này, bạn ở độ tuổi như là sinh viên hay đang đi làm thì chưa có cách nào giảm được cái số độ này xuống. Nếu mà bạn ở 40 tuổi đổ lên thì có khả năng sẽ giảm xuống dần dần. Tuy nhiên là đợi đến thời gian đó thì khá là lâu. Thế bây giờ để mà muốn giảm được cái độ này thì chúng ta cần xem này, có những cái phương pháp để hỗ trợ cho chúng ta giảm độ. Mà trước khi giảm độ thì chúng ta sẽ thấy được nắng. Nếu mà chúng ta đeo cái độ dày thì nó nhìn nó xấu. 3 đến 4 độ thì khá là cao rồi. Thêm vào nữa là nhìn nó giống như là chúng ta phải có một cái gì đó nó vướng ở trên cái khuôn mặt của chúng ta, làm cho chúng ta hoạt động các cái công việc mà chưa được suôn sẻ và hay bị rơi, hay bị quên, hay tốn tiền gì đấy. Thế thì chúng ta sử dụng cái phương pháp giảm độ bằng cách là chúng ta đeo cái công tắc len ở trong mắt vào bên đêm thì bên ngày chúng ta tháo ra. Có những cái phương pháp như thế để giúp cho bên ngày nhìn rõ được mà không cần phải đeo kính, thì đấy là một phương pháp. Nhưng phương pháp này chúng ta đòi hỏi phải đeo liên tục nhiều đêm, nhiều tháng nếu như chúng ta có cái độ kiên trì. Rồi một phần nữa là chúng ta phải có chi phí cho cái kính này. Kính này chi phí hiện tại nó khá là cao, đâu đó trên 10 triệu trong vòng mấy tháng thôi, nên chúng ta cần phải dùng. Bước nữa là chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ vệ sinh an toàn thì chúng ta mới đeo được cái kính này. Còn cách giảm độ nữa là chúng ta tham gia vào các trung tâm khám bệnh và chuyên khoa của mắt để được phẫu thuật bắn laser làm sao để cho cái độ nó giảm xuống còn rất là nhẹ, 0.5 độ hoặc là 1 độ gì đó thì chúng ta không phải đeo kính nữa. Rồi có nhiều phương pháp bắn laser thì chúng ta kiểm tra thêm khi mà chúng ta thật sự mong muốn điều này. Rồi còn một cái nữa là chúng ta đeo kính áp tròng để chúng ta không còn thấy số độ cao này nữa. Mỗi lần mà chúng ta đeo kính nó bị vướng, nó cao độ thì chúng ta sử dụng kính áp tròng đeo liên tục khi nào cần thiết là chúng ta đeo. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải vệ sinh an toàn để mắt nó đỡ nhiễm trùng, nó không bị đỏ và nó đỡ bị rát thì chúng ta đeo kính áp tròng vào. Thì khi nào cần thì chúng ta đeo và không cần chúng ta có thể tháo ra. Nếu mà chúng ta dùng kính áp tròng thì chúng ta cũng có thêm một cái kính gọng để sơ cua, mỗi lần tháo ra chúng ta có kính gọng chúng ta đeo được, không ạ? Rồi trong trường hợp này thì cái độ tuổi mà dưới 18 tuổi thì chúng ta nên kiểm tra sớm hơn để cái độ 3 đến 4 độ này nó không tăng nhiều, không để lâu nó sẽ tăng rất là nhanh. Mà 3 đến 4 độ đã cao rồi, nhìn nó dày nó xấu rồi mà càng tăng lên 5 đến 7, 8 độ thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Lúc này có thể là sẽ bị lé và làm kính thì mắc tiền, và cộng với nhìn nó xấu và nhìn nó giống như là một cái người gọi là cận rất là cao độ, nhìn ai cũng muốn né mình ra, thì đấy là cái mà chúng ta không nên để quá lâu. 6 tháng chúng ta đi khám kiểm tra định kỳ này. Những nơi mà gần của chúng ta có thể đến khám và được họ hỗ trợ tư vấn chuyên môn làm sao để giảm được cái độ mình xuống, chỉ tránh trường hợp chúng ta để lâu nó tăng. Còn nếu mà ở Hồ Chí Minh chúng ta cứ ghé ở mắt kính Titan để được tư vấn chi tiết rõ hơn. Ở trong trường hợp 3 đến 4 độ thì đo nó cũng nhanh thôi, 10 đến 15 phút là xong và chúng ta được kiểm tra bởi thiết bị từ Nhật về thì dù sao nó cũng an toàn và giúp cho chúng ta tự tin hơn.